Tối ngày 12 tháng 12 tại Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam VIPHOTECH tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 16 năm 2020. Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hàng năm cho các em học sinh từ 6 đến 18 tuổi. Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam VIPHOTECH là đơn vị tổ chức sự kiện. Trải qua 16 năm, cuộc thi đã khẳng định được uy tín và trở thành sân chơi bổ ích dành cho các tài năng trẻ, là động lực giúp các em phát huy tiềm năng, năng lực và sáng tạo, say mê với khoa học, thực hiện được ước mơ trở thành các nhà sáng chế trong tương lai và có những đóng góp thiết thực cho quê hương đất nước. Nhiều năm qua, cuộc thi đã thực sự khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của các em thanh thiếu niên và nhi đồng, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo để trở thành nhà sáng chế trong tương lai. Cuộc thi cũng là sân chơi bổ ích, góp phần động viên, khuyến khích và tôn vinh các nhà sáng tạo trẻ trong cả nước. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội, chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội, vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam, triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperia Smart City, thịnh vượng Vin Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Vinh Group. Cuộc thi là sân chơi bổ ích, góp phần động viên, khuyến khích và tôn vinh các nhà sáng tạo trẻ trong cả nước. Năm 2020, ban tổ chức đã nhận được 754 đề tài của 57 tỉnh thành phố tham dự cuộc thi, trong đó có nhiều đề tài mang đậm hơi thở cuộc sống, góp phần phòng chống dịch COVID-19. Hội đồng giám khảo đã xem xét, đánh giá và trao giải cho 106 mô hình thuộc 5 các lĩnh vực: đồ dùng dành cho học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường, các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, trong đó gồm 1 giải đặc biệt, 5 giải nhất, 10 giải nhì, 30 giải ba, 60 giải khuyến khích. Giải đặc biệt năm nay được trao cho đề tài Di sản văn hóa người Dao Lào Cai của nhóm tác giả Tần A Xì, Tần Xì Mẩy, học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở A Mú Sung, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Lương, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đã phát động cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm 2020-2021. Làm sao đó cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu nhi và nhi đồng thực sự hấp dẫn, lôi cuốn, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả. Và thông qua cuộc thi sẽ có nhiều sản phẩm tốt để phục vụ cho việc học tập, cuộc sống và xã hội. Và chính thông qua cuộc thi như vậy để khuyến khích, cổ vũ, khơi dậy, phát huy, sáng tạo, trí tuệ, tiềm năng, niềm đam mê, sở thích của các em tham gia vào cuộc thi lần thứ 17. Với ý nghĩa đó, cho phép tôi được thay mặt cho ban tổ chức chính thức phát động cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu nhi và nhi đồng lần thứ 17 năm 2021. Cuộc thi là động lực khuyến khích cho các em tiếp tục đam mê khoa học công nghệ, chế tạo máy móc thiết bị trong tương lai. Các bạn học sinh trên khắp cả nước đã chứng minh được sức sáng tạo không giới hạn ở mọi lứa tuổi để mang đến cuộc thi thật nhiều những sản phẩm trí tuệ và có khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Trên cơ sở những ý tưởng có ích, phục vụ cuộc sống sẽ là những tiền đề để các em tiến xa hơn, trở thành những nhà khoa học trong tương lai.